Suốt một ngày qua, cái tên Dương Cẩm Linh trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội vì clip bị đòi nợ. Cô vốn là diễn viên nổi tiếng với loạt phim như Ngõ Vắng, Ra Riêng Ai Cưới Em, Hoa Dại, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, Gia Tài Bác Sĩ. Song song với hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn chuyển sang sinh sống tại Mỹ 7 năm để du học. Do đó, nữ diễn viên được đánh giá là người có tài sắc vẹn toàn. Trước khi xuất hiện clip này, Cẩm Linh vốn có cuộc sống khá sang chảnh, do đó ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Cô sống trong căn nhà sang trọng, thường xuyên đi du lịch cùng gia đình. Năm 2020, người đẹp còn tậu cả xế hộp tiền tỷ để tiện di chuyển. Thông qua những gì nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy cô đang có cuộc sống rất hạnh phúc, đủ đầy, dường như đã có biến cố xảy ra khiến cô lâm vào cảnh khó khăn. Bên cạnh việc phải cân đối chi tiêu cho cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên còn phải gồng gánh nuôi hai người con và điều hành công việc kinh doanh riêng. Dương Cẩm Linh cho biết cô không quyệt nợ và vẫn livestream mỗi ngày trên fanpage để kiếm tiền. Ngày 8 tháng 1, một đoạn clip ghi lại cảnh Dương Cẩm Linh bị một nhóm người chặn ngay tại chung cư nơi cô sống để đòi nợ được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau sự việc, nữ diễn viên lên tiếng thừa nhận đang mắc nợ nhưng vẫn cố làm việc để trả chứ không trốn tránh.